Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7. Ngoài phần tin là phóng sự, nhìn lại công tác đảm bảo an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, đại diện ban soạn thảo luật giao thông đường bộ mới của Quốc hội cho biết, bằng lái xe A1 chỉ lái xe đến 125 phân khối và bằng B1 chỉ lái mô tô 3 bánh sẽ không ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của bằng lái A1 và B1 hiện nay. Theo đó, dự thảo luật giao thông đường bộ mới thay thế luật giao thông đường bộ năm 2008 đang được Quốc hội lấy ý kiến góp ý, bằng lái xe sẽ được phân thành 17 hạng. Hạng A1 chỉ lái xe từ 50 đến 125 phân khối hoặc có công suất động cơ điện từ 4 kW đến 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A0 thay cho xe từ 50 đến dưới 175 phân khối như hiện nay. Bằng lái hạng B1 sẽ dùng cho người lái mô tô 3 bánh thay vì lái ô tô số tự động 9 chỗ trở xuống, xe tải số tự động dưới 3,5 tấn hiện nay. Đối với ô tô, bằng lái hạng B1 sẽ cấp cho người lái mô tô 3 bánh, thay vào đó người lái xe số tự động đến 9 chỗ ngồi hoặc xe tải số tự động có khối lượng hàng không vượt quá 3,5 tấn và có thể được kéo theo rơ móc không quá 750 kg sẽ được cấp bằng B2. Bằng lái hạng B thay cho B2 hiện hành, được điều khiển xe số sàn và số tự động đến 9 chỗ, xe tải số tự động có khối lượng chuyên chở thiết kế không vượt quá 3,5 tấn. Khi luật mới có hiệu lực, những người đã được cấp bằng lái xe A1, B1 vẫn tiếp tục sử dụng bằng đã có để lái những loại xe như bằng lái đã quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều chuyển biến tích cực, giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, vai trò của các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và chính sách pháp luật đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn, làm tử vong 61 người và bị thương 32 người, giảm 7 vụ, 5 người chết và 16 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Các lực lượng chức năng xử lý vi phạm với số trường hợp tăng khoảng 30%, trong đó cảnh sát giao thông xử phạt trên 12.770 trường hợp với trên 17 tỷ đồng, tạm giữ trên 2.800 phương tiện, tức gần 1.150 giấy phép lái xe các loại. Thanh tra giao thông xử lý trên 330 trường hợp với số tiền trên 5 tỷ đồng. Thực hiện cái chỉ thị số 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, lực lượng thanh tra chúng tôi thường xuyên kiểm tra và đã xử lý các cái hành vi về cơi lưới, kích thước thành thùng, quá tải xe. Và đối với cái vận tải hành khách thì trong 6 tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã xử lý về các cái lỗi đối với đón trả khách không đúng nơi quy định. Cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền và xử lý nhiều các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, về tốc độ, về lấn làn đường, các cái lỗi chủ yếu tập trung là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Được biết, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, thì có 3 nguyên nhân chính khiến tai nạn giảm sâu. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đóng vai trò then chốt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghị định 100 năm 2019 quy định, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là yếu tố chủ quan và lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 là yếu tố khách quan tác động không nhỏ đến việc tai nạn giao thông giảm. Công tác an toàn giao thông tỉnh tiếp tục nhấn mạnh chính vào các nhiệm vụ như: thứ nhất là tăng cường cái xử lý xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị số 06 của Ủy ban tỉnh; thứ hai là ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo quy hoạch số 93A của toàn tỉnh, và đồng thời là phối hợp trong công tác tuyên truyền bảo vệ các cái sự kiện quan trọng của tỉnh cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trong tuần này đến 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử chỉ đạo các ngành địa phương xây dựng kế hoạch bám sát tình hình thực tế để triển khai nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 06, kế hoạch số 13 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch liên ngành giữa công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải,
phòng ngừa kiểm tra kích thước thành thùng xe, giải tỏa công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, xóa sổ điểm đen nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Xin được cảm ơn công ty xe buýt Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.